văn hóa xã, kiêm trưởng đài truyền thanh xã 1994, đồng chí làm trưởng ban kiểm soát hợp tác xã nông nghiệp. Từ tháng 10 năm 1994 là ủy viên ban thường vụ đảng ủy, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Đông Lỗ. Từ tháng 7 từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 5 năm 2010, đồng chí giữ chức vụ phó bí thư thường trực đảng ủy xã, sau đó chuyển công tác làm cán bộ văn phòng thống kê ủy ban nhân dân xã. Tháng 9 năm 1995, thân và gia đình đồng chí luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương. Trong công tác hội, đồng chí luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trải qua quá trình công tác trên các lĩnh vực, đồng chí đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp của đảng. Ghi nhận những thành tích, công lao, cống hiến của đồng chí, đồng chí được đảng và nhà nước trao tặng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng. Kính thưa hương hồn đồng chí Nguyễn Văn Toản, trong dòng đời, trong cuộc sống đang êm đềm thì không may căn bệnh hiểm nghèo do bệnh trọng, đồng chí đã không qua được. Vào hồi 19:54 ngày 17 tháng 6 năm 2020, tức ngày 26 tháng 4 năm Canh Tý, đồng chí Nguyễn Văn Toản đã chút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt trần gian, về cõi vĩnh hằng, hưởng thọ sống.